bản thân của em là một người em mong muốn được chia sẻ những cái bài thuốc dân gian đến cho các bác để cho các bác có thể là tìm hiểu về mỗi cái loại cây là một cái công dụng chữa bệnh khác nhau. Về cái cây rau mương này ấy, là nó đặc trị cho những cái căn bệnh như là trị HP dạ dày này, đau dạ dày, trào ngược dạ dày. Đó, thì đối với lại cái cây rau mương này các bác hái cho em khoảng lấy về phơi khô, rửa sạch, băm ra, phơi khô và chúng ta sao vàng hạ thổ. Và mỗi lần chúng ta sử dụng là sử dụng 60g cái cây rau mương này đun lên cùng với lại 1 lít nước và để nước đó uống trong ngày. Với các trường hợp như là bị HP dạ dày này, trào ngược dạ dày này, thì khi mà các bác mà sử dụng cái cây rau mương này nhá, thì nó sẽ không có bị đẩy lên. Và nếu mà ai mà hợp cơ địa thì nó cũng sẽ khỏi các bác ạ. Đó, thì cái cây rau mương này á, hiện tại ở chỗ em rất là nhiều luôn. Các bác nào mà chúng ta cần ấy, thì có thể là kết nối qua cho em nhá. Em sẽ hỗ trợ mọi người, lấy giúp mọi người nhá.